Xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Hôm nay là ngày 28 tháng 5 2022, một ngày khá là đặc biệt. Và hôm nay tôi đang là giữa mùa hè mà có một cái tiết trời khá là đặc biệt. Đây, nhìn thấy không nhỉ? Hiện tại đang là giờ trưa nhé, 12 giờ ngày 28 tháng 5. Rất là nhiều du khách đang đến đây để trải nghiệm cảm giác săn mây và ngắm hoa cẩm tú cầu. Thế nhưng vấn đề về mây nó ảnh hưởng rất là nhiều đến tầm quan sát của mình. Và quay những thước phim 4K có thể nhìn không rõ mặt người luôn các bạn. Bắt đầu mình sẽ đi vào trên này. Mọi người nhìn đồng một lượt. Nhà mình đi những trẻ con có tính về không? Hai người lớn 20.000. Rồi ok. Hai vợ chồng là 20.000 phải không? Đây là gia đình mình nha các bạn. Mình cả đi ngắm hoa để mà vào được cái vườn hoa này thì mình sẽ phải nộp phí. Đấy là điều rất là tất nhiên rồi. Cẩn thận nha, chui những khe mà nó không có ai chui đấy. Chui vào cái chỗ này. Đông người chắc là phải thu phí. Nhưng mày đứng đây. Máy tao xịn không? Anh có phải nộp không? Hả? Anh có phải nộp phí không? Phải nộp đấy. Nó đứng có người đứng gác như vậy thì sao qua được? Này là đi đi được hết lượt mà kia phải nhìn ấy quên hỏi. Ở chỗ này nó đang mạng, nó đang kéo này. Nè, rất là nhiều du khách này. Sẽ nâng gâu lên cho mọi người xem nhé. Rất là đông luôn. Kéo hai từ bên đấy sang này cho em một kiểu là. Rất là đông luôn. Sương mịt mù nhìn không thấy gì. Thế nhưng rất là đông. Rất là tuyệt vời. Lần đầu tiên mà cảm nhận được cái mùa hè trên này nó mát đến như vậy. Hiện tại chắc chỉ còn mười mấy độ thôi các bạn. Mát lắm. Này nãy đi không có mang theo áo ấm ấy, bây giờ còn phải à? Sao phải trang bị áo mưa rồi, rất là lạnh. Sao? Hoa cẩm tú cầu màu hồng ở đâu ấy nhỉ? Nãy thấy mà. À, kia có một cây hồng kìa. Cái này thì thực ra mình cũng không biết là tại sao nó có nhiều màu đâu. Này, một cây nó ra rất là nhiều màu, có khi là khi mới nở nó sẽ có màu xanh, xanh cốm, nở lâu nó sẽ chuyển sang màu tím này, và lâu nữa chuyển sang màu hồng và có thể biến giai đoạn tàn. Em nguyện đi dậy tí được không? À, ok, được mà. Ở đây này chỉ được ngắm hoa thôi nhá, không được ngắt hoa mang về nhá. 10k là phí ngắm và chụp ảnh và lưu lại thôi, không phải là thoải mái bẻ mang về nhá. Đây. Bông này đẹp này. Long ơi, đi đâu đấy? Chắc hẳn là các bạn không thể, các bạn ở xa không đến đây để trải nghiệm cái thời tiết của mình, nhưng mà các bạn cũng sẽ cảm nhận được qua hình ảnh là nó rất là tuyệt vời. Là gió này, các bạn nghe thấy tiếng gió rất là to. Rồi, đằng này có người đẹp đang đi treo chụp hoa. Này, đây là những thiếu nữ ở vùng nào đến đây nhỉ? Bạn đến từ vùng nào nhỉ? Mình á? Đấy. Mình ở Văn Lãng. À, Văn Lãng đi cũng là trong Lạng Sơn mình thôi. Đúng rồi, nhá, với các bạn nào.
rất là chịu khó đi săn hoa. Vì thực tế là thời tiết này không phải là chỗ nào cũng có, nên là cũng có rất là nhiều người thích đến đây để trải nghiệm cái cảm giác lạnh, tìm lại cảm giác mùa đông. À, dưới này có rất là nhiều những nhà nghỉ và resort để các bạn có thể đưa gia đình đi trải nghiệm và du lịch nhiều ngày ở đây nhé. Những người có mặt ở đây thì chắc cũng là quanh quanh khu vực Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Bắc Giang. Nó những nơi là nó gần đây thì họ sẽ về đây để ngắm những khoảnh khắc đẹp nhất của hoa cẩm tú cầu. Và hiện tại thì có khi là cũng là thời điểm rộ nhất của vườn hoa cẩm tú cầu trên đỉnh Mẫu Sơn rồi. Nên là các bạn mà có dự kiến đi ngắm hoa thì có thể sắp xếp đến sớm nhất nhé, vì lâu nó có thể sẽ tàn dần. Đấy, hiện tại thì hoa đã rất là nhiều rồi. Này, tầm nhìn ở đây nó không được xa. Ở dưới nhìn hết hoa này, bên kia còn một bạt cũng rất là nhiều. Thế nhưng chỉ nhìn gọn được ở bên này chừng 50m. Mà các bạn xem những thước phim về đỉnh Mẫu Sơn thì chắc hẳn tất cả các bạn cũng đều đã thấy được cái lều trên đỉnh cao nhất của Mẫu Sơn. Hiện tại nó đang chìm trong mây ở trên này đây. Đó, vì ở trên này cũng không có gì đặc sắc và rất là tối nên là họ cũng không có đi lên đây ngồi. Chỉ có những chú bò đang ăn cỏ. Được 10 giây hết sương mù và sương mù lại bắt đầu tới này. Khi mà nó hết sương mù có thể nhìn thấy rõ rệt cái sân dưới này, nhưng mà vừa rút máy ra là sương mù lại ập đến này. Ở đây nó thỉnh thoảng chỉ được tầm 5 đến 10 giây là hết sương mù. Sương mù rất là nặng. Đây, xe hơi, xe khách nãy xuống khá là nhiều rồi. Ở dưới này là cả một bãi xe luôn. Thế nhưng mà do thời tiết nó tầm nhìn rất là hạn chế nên là mình không thể quay hết được cái khung cảnh của hôm nay. Nếu mà cái khung trời này cũng không thể bay flycam được vì nó rất là âm u. Này, bên này có chữ du lịch, bây giờ nhìn còn sắp không thấy rồi đấy các bạn. Nhìn rất là hay đúng không các bạn? Đẹp lắm. Gió lắm các bạn ạ. Tóc sàn sù hết rồi. Này, nhiều hoa này, đúng nghĩa luôn. Mình sẽ lên những chỗ cao để có thể review tốt nhất cho mọi người cùng xem nhé. À, hiện tại mình đang đứng điểm cao của khu vực này. Đây chỉ là một góc nhỏ thôi chứ không thể nào mà review hết được vì các bên ngoài này rất là nhiều chỗ. Nhưng mà đây các bạn thấy này, gió, mỗi khi gió giật là sương mù nó bay qua từng cơn nên là mình cũng không thể mà nhìn xa được, tầm nhìn hạn chế lắm, chỉ tầm 10m là có thể nhìn rõ mặt người đó. Hai người đẹp này đến từ đâu nhỉ? Rất nhiều gia đình đưa, vì hôm nay ấy, cấp 1 cũng đã nghỉ hè nên là rất nhiều gia đình cũng đưa con đi trải nghiệm cảm giác mùa đông và cũng là để thưởng thức hoa. Này, cây này hoa rất là đẹp luôn, hoa màu hồng rung rinh trong gió này, tuyệt vời đúng không các bạn? Để mà ngắm hoa ở một nơi nó nắng nóng quá thì nó cũng không có gì là thú vị. Nhưng mà ở đây nó rất là mát, hiện tại nó rất là lạnh. Mình mặc như thế này bây giờ vẫn cảm giác nó rất là vừa phải thôi, cứ không có quá là ấm đâu. Rất là mát mẻ. Nếu mà các bạn đang ở dưới thành phố Hà Nội hay là những chỗ mà nó quá là nắng nóng như các khu vực miền Tây, miền Nam Bộ, có thể ra đây một lần để trải nghiệm cái thời tiết ở khu vực miền Bắc chúng mình, đặc biệt là trên đỉnh Mẫu Sơn là rất là mát vào thời điểm hôm nay. Nhìn như vậy thôi chứ cũng hoàn toàn không mưa nha các bạn, nó rất là vừa phải, một cái tiết trời gần như là mùa đầu đông, một cái cảm giác nó se se lạnh,
rất là khó tả. Mình ở cách đây có 23 km, thế nhưng mà mình cũng không thể mà đoán trước được là hôm nay trên này nó lại sương mù và nó lạnh đến như thế này. Đi còn không cả trang bị áo ấm này. Wow, có cả bò này các bạn ơi. Sao người ta rào kỹ thế nhỉ? Chắc là mua vé mất 10k được vào đây à? Ôi, làm hỏng hết hoa rồi bò ơi. Bò ơi, đi ra. Ôi trời. Này vào đây là hỏng hết hoa rồi, chắc là mua vé nên là được vào. Không vào nó đá cho đấy. Ui, cưới bò đây. Đẹp nhỉ. Trời bò. Lấy một cái cây nữa mới giống em. Đi ra, đi chăn bò. Ôi, con này lì thế nhỉ. Đây, đi chăn bò. Lì đó. Này, như bò nó quen với du khách rồi nên là nó cũng không có sợ người cả. Đi ra một tí nhá. Ở góc này mình thấy một thiếu nữ này đang gùi rổ đi hái hoa với bộ trang phục dân tộc rất đẹp. Nên những cô đã đứng tuổi này, nên là mình cũng không có tiện phỏng vấn hay là hỏi thăm nhá. Chỉ review từ xa như vậy thôi. Nếu mà các bạn ở khu vực miền dưới, miền xuôi lên thì các bạn nên chuẩn bị quần áo khoác nhá, vì lên đây nếu mà không quen thời tiết nó sẽ bị sốc nhiệt đấy, vì thời tiết nó lạnh đột ngột mà. Đấy. Ăn uống cạnh những chú bò. Những chú bò trong xe. Nhìn nó, nếu mà nhìn xa nó chỉ là một cái màu trắng tím thôi, chứ nếu mà chúng ta dí gần vào thì sẽ nhìn được thấy cái nét đẹp của nó. Vì hôm nay ấy, thời tiết nó nhiều mây quá nên là cũng không có được sắc nét cho lắm. Đây, đấy. Thằng cu nhà mình đang cưới bò này. Con bò nó rất là thân thiện luôn. Có thể là nó đã chơi với rất là nhiều du khách rồi. Và hôm nay thì mình cũng đi có một gia đình mình thôi, chứ không có đi với đoàn, nên là cũng không có ăn uống gì. Mình chỉ cơ bản là mình ở gần đây xong là mình lên đây để review những cái khoảnh khắc đẹp nhất của hoa cẩm tú cầu, và để cho các bạn cảm nhận được cái thời tiết của chỗ mình. Bây giờ nó đang mùa hè nên là rất là hiếm nơi có thể có một cái khung trời nó mát mẻ như hiện tại. Trang phục truyền thống rất là hay này. Chưa bao giờ thấy trang phục truyền thống này xuất hiện ở đây nhỉ. Và bây giờ mình cũng xin dừng video tại đây. Muốn sang sông thì phải bắt cầu kiều, mà muốn xem nhiều video thì nhớ đăng ký kênh nhá.